Vâng, Đức Hải Dương xin chào các bác nhá. Trong cái video clip ngày hôm nay thì em Đức Hải Dương sẽ lên sóng và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn hai cái mẫu xe rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Trước màn nhỏ các anh chị và các bạn đây là có hai mẫu thì về form dáng thì rất là nhỏ gọn, giống nhau anh em nhé. Một chiếc là Daewoo Matiz và một chiếc thì là Chevrolet Spark. Thì cái chiếc mà biển 15 này thì nó là Chevrolet Spark anh em nhé, 2009. Em này sản xuất 2009 và cũng được trang bị khối động cơ là 0.8 lít. Và một em Daewoo Matiz bên cạnh biển Hà Nội 29A này. Thì em này thì nó là Daewoo Matiz anh em nhé, Daewoo Matiz và Chevrolet Spark. Thì hai cái mẫu xe này thì về form dáng rất là nhỏ gọn giống nhau, nhưng về cái phần mặt là mũi của em nó hoặc là phần đít anh em nhé, về phần mặt, về phần mông đấy, thì hai em này thì hơi khác nhau một chút thôi đấy, khác nhau về cái bộ phận là đèn đấy. Anh em để ý nhé, chúng ta để ý hai mẫu này thì về form này giống nhau này, khác nhau về cái phần đèn đấy, về phần đèn đằng trước. Và giá thì hiện tại thì cũng hợp lý cho các bác thôi, cực kỳ hợp lý anh em nhé. Một chiếc Daewoo Matiz sản xuất 2003 được trang bị 4 kinh điện đó. Một em thì Chevrolet Spark 2009 cũng được trang bị 4 kinh điện đó. Và hai mẫu này thì hiện tại thì giá rất hợp lý cho anh em nhé. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Về phần sơn vỏ thì hai chiếc xe thì anh em chúng ta mua về chỉ việc đổ xăng thôi, không phải làm gì cả. Nội thất thì hai em rất là đẹp các bác nhé. Giá tiền thì cũng chênh nhau cũng rất là hợp lý. Đây, thì sau đây em sẽ ra cái phần đuôi, phần đuôi của chiếc xe này anh em này, đuôi của chiếc xe này gọi là phần mông anh em nhé. Đấy, hai em này thì phần đuôi thì hai phần đèn này thì nó cũng hơi khác nhau một chút. Máy rất êm vì thời tiết nó nắng, đâm ra em Đức vẫn đang để lổ máy anh em nhé, vẫn để lổ máy để cho nó mát xe. Đấy, giá hợp lý cho anh em. Hai cái mẫu này thì các bác mà muốn xem xe thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương trên trục đường 5 hướng Hà Nội Hải Phòng, và liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 để được tư vấn trực tiếp về hai mẫu xe này các bác nhé. Bác nào yêu cái mẫu nào thì các bác cứ liên hệ với em. Thì cái mẫu mà Daewoo Matiz này biển 29A này đấy, thì hiện tại là em này sản xuất 2003, tên tư nhân biển Hà Nội anh em nhé. Và giá em này thì chỉ 47 triệu thôi. Đấy, cũng được trang bị máy 0.8 lít và 4 kinh điện anh em nhé. Và giá thì 47 triệu. Còn cái em Chevrolet Spark 2009 này mang tên tư nhân biển Hải Phòng anh em nhé. Đấy, cũng được trang bị máy 0.8 lít và cũng được trang bị 4 kinh điện. Và giá em này thì 92 triệu đồng anh em nhé. Các bác mà muốn xem xe thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương trên trục đường 5 hướng Hà Nội Hải Phòng. Điều tiên thì là chiếc Matiz thì cái đèn đuôi của nó đây anh em này. Đèn đuôi của nó là em nó đèn đèn bằng anh em nhé. Đèn thì nó body theo xe. Đấy, đèn body theo xe. Có cam lùi đây anh em nhé. Có cam lùi đây. Nhưng mà không em không thấy màn hình đâu cả. Đây, có cam lùi đây này anh em nhé. Đấy, đây là cái đèn hậu. Đó. Và sang cái em Chevrolet Spark thì đèn em này hơi bè ra ngoài tí anh em nhé. Cái đuôi của cái chiếc Spark này rất là đẹp luôn. Đấy, bè và tí rất đẹp. Cũng có cam lùi anh em nhé. Chiếc này có màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đấy. Em này là giá 92 triệu anh em nhé. Đó. Bác nào mà mua về mà chạy xe gia đình thay một chiếc xe máy cho lắng cho mưa thì đây là hai cái mẫu xe mà anh chị và các bạn là chúng ta
cũng đáng quan tâm. Đó, và giá thì cũng rất hợp lý thôi. Hai em xe gọi là phân khúc hạng A anh em nhé. Đấy, hai em này là phân khúc hạng A, đứng đầu đầu bảng luôn. Đó, và giá thì hợp lý cho tất cả quý chị và các bạn. Chúng ta mua về để ôn luyện tay lái hoặc là mua về để chạy sử dụng gia đình thì rất tuyệt vời luôn. Đó. Mọi thông tin chi tiết mà các bác muốn gửi hình ảnh chi tiết mà hai cái em này thì các bác cứ kết bạn với em Đức qua số điện thoại là 0962567089 và liên hệ với em Đức cái số điện thoại này luôn, thì em Đức sẽ gửi hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe này cho các bác xem nhé các bác nhé. Đó, máy rất ngon luôn anh em nhé, máy rất ngon luôn. Đó, và đây đây là cái bộ đèn của Matiz anh em nhé, đèn Matiz đây. Đó, đèn Matiz thì nó rất là bầu theo cái mặt cái mặt cabo anh em nhé, bầu mặt cabo. Đó, đấy, anh em nhé. Và cái em spark này thì đèn em này to hơn, bự hơn anh em nhé, to hơn, bự hơn. Đấy, đèn thì sáng hơn. Đấy, sáng thì thường thường ra cái bộ đèn này nó là cái để chúng ta trang trí thôi. Đây em nó thì được trang bị đèn trên, đèn chiếu sáng ở trên và đèn sinh nhan ở dưới anh em nhé. Đấy, đèn chiếu sáng ở trên, sinh nhan ở dưới. Đấy, em này biển 15, sản xuất 2009, giá là 92 triệu. Thì trước khi khám phá cái em spark này thì em Đức sẽ review về hai khoang động cơ của hai chiếc xe này các bác nhé, để cho anh em chúng ta xem hai động cơ. Máy thì hai em rất là êm. Đấy, điều hòa thì mát buốt luôn anh em nhé, điều hòa thì mát. Đây anh em ạ, động cơ của em đây. Em Đức sẽ review hai khoang động cơ của chiếc Matiz và chiếc Spark cho các bác xem chi tiết nhất anh em nhé. Hai em thì máy ngon, rất là ngon, rất êm. Hiện tại hai em này thì em Đức vẫn đang để đầu máy các bác nhé. Đấy, vẫn đang để đầu máy, vẫn đang bật điều hòa. Đấy, nước điều hòa các bác nhìn em. Đấy, rất chảy tông tông luôn anh em nhé, chảy tông tông luôn. Rồi, khoang động cơ của chiếc Matiz đây các bác này, em Matiz đây, động cơ 3 máy anh em nhé, máy 0,8 lít, máy rất êm. Đây này các bác, cho bố hồi cái điều hòa ra này, tót hồi luôn anh em nhé. Rồi, máy rất êm, em vẫn đang để đầu máy anh em nhé. Xe là bảo hành cho các bác là không có đâm đụng anh em nhé. Đấy, không đâm đụng. Đấy, máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn, sơn chi nội thất trong ngoài rất là đẹp. Đấy, hai em này, máy đây luôn anh em nhé, 3 máy. Đó, và em sẽ sang cái phần động cơ của chiếc Spark 2009. Đấy, các bác thấy không, hai động cơ thì không khác nhau về cái khối động cơ lắm. Máy em này rất êm anh em, nó rất là ngon luôn, điều hòa mát buốt. Đó, xe là bảo hành các bác là không đâm đụng anh em nhé. Đấy, không đâm đụng, không va chạm, không dính kích. Va chạm thì va chạm nhẹ thì có, còn là xe mà đâm đụng tay lặng lại thì bên em Đức không làm các bác nhé. Máy rất là ngon các bác em. Đó, máy rất êm anh em nhé, điều hòa của em đây, nước đây các bác. Tông. Nhiều anh em mà đi xem xe không biết là cái nước gì chảy ra anh em nhé. Đây là nước điều hòa này các bạn, nước nhà luôn. Đó, và sau đây thì em Đức sẽ review về cái nội thất của chiếc Spark trước các bạn nhé. Hay là em Đức sẽ review cái nội thất của em Matiz trước đi cho các bác xem chi tiết. Và em này được trang bị 4 kinh nghiệm và khác nhau ở cái đèn trước đèn sau anh em nhé. Về phần form dáng cân nặng thì đều giống như nhau.
Đây chiếc Matiz này các bác này. À, cũng được trang bị 4 kinh điện anh em nhé. 4 kinh điện đây các bác này, kinh điện này bấm xuống này. Đấy. Rất là nhẹ nhàng thôi, rất khỏe anh em nhé. Đấy. Và bên này đây các bác này. Cũng qua kinh điện đằng sau anh em nhé. Cũng qua kinh điện đằng sau đây anh em này. Đấy, cũng qua kinh điện đằng sau đây. Đấy các bác thấy không? Đấy hai em này thì xe thì rất gọn gàng, ngăn nắp. Đấy, em Đức sẽ review cái phần nội thất của chiếc này trước. Chiếc này thì được trang bị là trần da, ghế da anh em nhé. Nội thất thì rất là đẹp, ghế da rất đẹp luôn đây các bác này. Ghế da rất là đẹp. Ghế da của em đây. Điều hòa rất mát anh em nhé, vào rất sướng luôn. Đây, toàn bộ cái háng hốc cánh cửa vào đây anh em nhé. Em Đức quay rất là kỹ cho các bác xem. Giá hợp lý thôi. Em này được trang bị đầu đài thôi. Đấy, máy rất ngon, điều hòa mát. Em được vẫn đang để điều hòa mát anh em nhé. Thời tiết hôm nay là khá là nắng. Đấy, hai kính trước thì cũng là kính điện. Đây anh em, kính điện luôn này anh em. Hai kính trước là kính điện. Đó, đây, đây thì em này cũng bên này cũng kính điện luôn anh em. Đấy, các bạn em. Lên rất là mượt mà. Nội thất ghế da này thì được trang bị hai màu cam và màu đen. Rất hợp lý. Cũng đi được 5 người anh em nhé. Phân khúc cả A vẫn đi được 5 người. Đây, cái này cũng lên xuống bình thường anh em. Rất là ngon luôn. Trần thì trần 3D. À, trần 3D. Đó. Rất hợp lý cho các bác thôi. Đó, em Đức sẽ ra ngoài này. Ra bên này đấy. Để cho các bác xem chi tiết. Đây, em đây. Các bác cửa anh em. Máy rất ngon anh em nhé, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn. Hai em, một em thì Matiz Spark, một em thì Spark, một em thì Matiz. Riêng về đó cái đồng hồ của dòng Matiz này thì nó chỉ có một cái đồng hồ kim cái kim km và kim báo xăng, kim báo nhiệt anh em nhá. Hiện tại là cái dòng Daewoo Matiz Spark này, Daewoo Matiz này nó là Matiz 2. Đấy, Matiz 1, Matiz 2, Matiz 3. Thì cái Matiz 2 này thì được trang bị rất đơn giản thôi. Công tơ mét, báo xăng, báo nhiệt hết anh em nhá. Và hệ thống điều hòa. Đấy, vì nó là phân khúc hạng A anh em nhá. Đấy, hai chiếc xe này thì rất hợp lý cho các bác. Đây các bác này, toàn bộ háng hốc cánh cửa đây anh em nhé. Em cũng quay chi tiết cho các bác xem. Hợp lý cho anh em. Chiếc này 47 triệu anh em nhé. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn. Đấy, sơn si nội thất sạch sẽ đẹp. Đấy. Xe này thì đã được em Đức thay bộ coi như là bi mới rồi. Đấy, cũng quá kiển, quá kiếp đầy đủ luôn anh em ạ. Nhưng mà không ăn, không đi ăn, không bảo gì luôn. Hợp lý cho anh em. Bác nào muốn xem xe thì trực tiếp thì cứ đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương các bác nhá. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn. Củ số đây các bác này, củ số này, bánh tay đây. Đấy, vô lăng này, vô lăng thì đẹp mỹ miều luôn anh em nhá, đẹp mỹ miều luôn. Đấy, vô lăng đây các bác này, rất đẹp anh em nhá. Giá hợp lý cho các bác. Thì qua cái phần nội thất của chiếc xe này thì các bác không phải làm gì anh em nhá. Quay qua cái gầm của em này cho bác xem luôn này. Gầm bệ của em đây. Gầm bệ đây. Rất đẹp. Đó. Quay luôn gầm bệ của em này luôn này. Đây các bác này. Rất đẹp anh em nhé. Đó. Và em sẽ vào phần nội thất của chiếc xe này. Chiếc Spark 209 anh em nhé. Đấy. Thì em sẽ quay trực tiếp xem này em này nó hơn những cái gì. Hơn đầu tiên là cái 4 cái tổng lưng hạ kính là 4 cái luôn anh em nhé. Matiz chỉ có 2 thôi. Đấy. Điều thứ hai là màn hình.
Đấy, cam nùi đấy anh nhá, màn hình cam nùi đầy đủ nhá, 92 triệu. Đấy, đây. Cam nùi này không hoạt động với nhau. Đó. Và cái đồng hồ của cái chiếc xe Spark này thì được trang bị công tơ mét, vòng tua máy anh nhá, vòng tua máy đây là các bác này. Đấy, vòng tua máy và kim xăng. Đấy, kim xăng anh em nhé. Báo nhiệt thì em nó lại là nằm ở coi như là không biết cái phần nào nhỉ? phần trong đây anh em ơi, có phần báo nhiệt đây này anh em ơi, có phần báo nhiệt ở trong đây. Đấy, khi nóng lên là sẽ báo anh em nhé. Đấy, em này thì máy ngon, điều hòa mát. Đấy, rất ok luôn, giá hợp lý cho các bác mua để chúng ta về sử dụng gia đình, rất tuyệt vời. Giá cả thì hai chiếc thì nó cũng rất hợp lý cho anh em thôi, rất là hợp lý anh em nhé. Bác nào mà mua về để sử dụng gia đình hoặc là mua về để ôn luyện tay lái thì đây, rất nhiều anh em hỏi là mẫu Spark thì đây, Spark 209, giá 92 triệu. Đấy, máy ngon, điều hòa mắt rét luôn. Đây keo chỉ của em đây các bác này. Đấy, em này thì được trang bị trần lỉ ghế da anh em nhé, trần lỉ ghế da. Đó, nội thất thì sơn xi sạch sẽ, đẹp từ trong ra ngoài, giá 92 triệu. Xăng thì hai em này thì ăn giống nhau các bác nhé, ăn đều giống nhau. Đấy, hai em này xăng ăn đều giống nhau. Hai em này thì xăng ăn đều giống nhau, giá hợp lý cho các bác. Đây, ốc cánh cửa của em đây các bác này. Em đây. Nội thất thì sơn xi sạch sẽ anh em nhé. Em này được trang bị ghế da một màu, ra màu đen xì. Máy rất ngon anh em nhé, điều hòa mát buốt luôn. Hợp lý cho các bác, anh em mua về tập lái. Mọi thông tin mà chi tiết về hai cái mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2003 và một em là Challenger Spark 2009 thì các bác liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0962567089 các bác nhé. Mọi hình ảnh chi tiết thì các bác cứ kết bạn với em Đức qua số Zalo trên thì em Đức sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác xem. Đấy. Và giá thì hai chiếc này thì rất là hợp lý cho các bác thôi. Một chiếc là giá 47 triệu Daewoo Matiz biển Hà Nội tư nhân. Một chiếc thì Challenger Spark sản xuất 2009 biển Hải Phòng, cũng mang tên tư nhân, giá 92 triệu. Đấy, mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên và Dũng Zalo trên các bác nhé. Và anh chị và các bạn mà chúng ta mà muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc ga Vũng Thanh, Kim Thành, Hải Dương trên trục đường Nam Hướng, Hà Nội, Hải Phòng. Và sau đây em Đức cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Vâng, với Hải Dương xin chào các bác nhé.